Xin chào cả nhà nhé, xin chào các anh em. Đây là cái mẫu Colossi Low Pro. Con này là dòng xe đạp Fikir, xe đạp không phanh hay còn gọi là xe đạp líp chết đấy mọi người ạ. Dòng xe đạp Fikir này thì chủ yếu phù hợp với thanh thiếu niên đi, bởi vì cái này nó hơi khó đi hơn so với các xe đạp thường. Và nếu mà chúng ta mới chơi thì Hà Nội Bike bao giờ cũng khuyên các bạn là nên nắp thêm phanh để cho nó an toàn, bởi vì đây là cái dòng xe nó khó đi hơn xe thường. Thì con Colossi Low Pro này là cái dáng của nó hơi chúi chúi xuống nhá. Thực ra là dáng chúi nó có nhiều nguyên nhân, size to thì nó cũng chúi này. Con này nếu mà size nhỏ, đây con này size 53 nên bây giờ nó cũng sẽ chúi, và cái đầu nó thiết kế ngắn hơn một chút thì nên nó sẽ cảm giác hơi chúi. Dòng này thì thiên về tốc độ mọi người. Con này là khung nhôm bản dẹt khá là đẹp luôn, mà màu này là màu vàng tươi rất là đẹp luôn. Màu này thì không đụng hàng, nổi bật giữa đám đông luôn. Các bạn thích chơi trội, thích chơi nổi thì có thể chơi màu này rất là ok nhá mọi người nhá. Và con này mình lên cho khách hàng cầu hình là Putang là Palue 17 độ, là Putang carbon này. Đấy, nhìn nó khá là đẹp. Và ghi đông này là ghi đông check carbon nhá. Dòng ghi đông này thì bản to, cầm khá là đầm tay và chạy rất tốc độ luôn. Nói chung là khách hàng đã chơi Colossi là thiên tốc độ nên mình nên cho ghi đông này là ghi đông pita. Đấy, ghi đông pita carbon này thì là nó sẽ chuyên cho fix thì đi sẽ sướng hơn, nó dễ lái hơn cái ghi đông track, ngồi cầm rất là khó chịu, rất là bởi nó hẹp và nó hơi dốc khó chịu khó cầm. Còn dòng này cầm này nó sẽ dễ chịu thoải mái hơn nhiều, đặc biệt con này thì giá rẻ mà cũng khá là cứng, mình đã có bài drop test rồi nên mọi người sẽ có thể yên tâm nhé, sử dụng nhé. Con này đợt mình drop test mình có đu cả người nên còn chưa gãy đó. Khách hàng mới chơi là nội bài khuyên nắp phanh này. Đấy, khách hàng này thì thích ba đao trước sau luôn, cả trước cả sau ba đao, để lên luôn cả ba đao trước sau cho mọi người nhé. Đấy, và đùi đĩa lên, cái đùi đĩa là OTA Fury này. Còn đùi đĩa này 49T đùi check nhá. Và pedal là pedal tanh này. Đấy. Cháp inverted này. Đấy. Và mình nên xích IBL của Đài Loan nhá. Dòng bánh này thì nó là líp chết và nó sử dụng níp và vặn ốc nha mọi người nhá. Đấy, sau này mọi người không thích thì mọi người có thể là dùng cái líp sống bên này, có thể độ thêm phanh đĩa vào đấy cũng được nếu mà chúng ta độ. Đấy, lốp thì là sử dụng lốp thích lích. Dòng lốp này là lốp chọc và rất là dày, chuyên cho xe Fikir nhé. Các dòng xe Fikir đi lốp này nó sẽ rất là bền. Thứ nhất là nó độ ở giữa này, nó dày hơn các cái lốp bình thường một chút, và nó trơn như này nên khi chúng ta drip ấy thì nó đỡ bị mài mòn hơn này, đỡ bị mòn, và cái cao su của nó khá là tốt. Dòng lốp này là anh em Fikir trên toàn thế giới đều khá là tin dùng và thích dùng luôn nhá. Con này để mình lên cho khách là yên của Matic Pro. Dỗ yên này thì nó khá là mỏng và đẹp luôn, thiết kế rất là đẹp nhá. Cọc yên thì 31.8. Thì đây là một con xe đã build hoàn thiện cho khách hàng, tổng thiệt hại nó vào khoảng gần 14, tầm 14 củ đấy mọi người ạ. Bởi vì con này cấu hình khá là cao và khách hàng nên rất là nhiều đồ chơi nên giá thành nó cao. Các anh chị các bạn đang có nhu cầu mua xe, build xe, ráp màu gì, mẫu nào thì liên hệ em Lương Hà Nội Bay nhé. Cảm ơn mọi người.